Còn đám ở đây nữa là xong hen. Ừ, tôi biết rồi. Anh hai, anh hai. Ờ. Hai Khang sướng nhất nha. Thôi. Đúng rồi. Để tôi qua bển. Rồi. Ngày nào cũng như ngày nào hết. Ruộng xa cũng như là ruộng gần vậy đó. Anh hai luôn có cơm bưng nước rót tận nơi hen. Đã ha. Ước gì mình cũng được như Hai Khang ha. Đúng rồi. Nghỉ tay ăn cơm chút đi mình. Trời trời, bộ có công chuyện gì gấp lắm hay sao mà hối anh dữ gì nè trời. Trời ơi, đổ mồ hôi quá trời kìa. Thôi đi anh. Ừ. Người ta dòm kìa. Trời, kệ chứ, ai biểu mình có phước hơn người ta làm chi. Ngồi xuống đi. Để coi bữa nay vợ tôi cho ăn cái gì đây. Bữa nay em mắc nhiều công chuyện quá, anh ăn vậy thôi nha. Đâu. Trời, vậy là ngon bá cháy rồi. Nhưng mà ở nhà có chuyện gì mà thấy em tất bật quá vậy? Sáng nay ngoại mệt, đau lưng, ho gắt. Em đưa ngoại lên trạm y tế. Rồi bác sĩ nói sao? Không có gì trầm trọng đâu anh. Chắc có mấy hổm rài trời nắng nóng nên ngoại mệt. Ờ. Chắc vợ chồng mình dành dụm mua cho ngoại một cái quạt máy cho ngoại khỏe một chút. À anh ơi. Ừ? Em thấy bên nhà ông Nam Khương á, muốn cho mướn đất trồng cây á. Cái miếng gần bờ sông, không rộng lắm, nhưng mà em thấy đất tốt ghê á. Hay là mình mướn làm được không anh? Vậy hả? Ừ. Ừ. Đất đó trồng mấy loại rau, bỏ mối cho người ta ngoài chợ cũng được lắm á. Ừ. Ừ. Để anh qua gặp Nam Khương nói chuyện coi làm sao. Nhưng mà ông tính cho thuê miếng đất đó bao nhiêu? Dạ à, em chưa có nghe. Mà anh nhớ kêu ổng để giá vừa vừa thôi. Ừ. Thôi anh ngồi ăn từ từ đi, em về coi ngoại. Ừ. Ừ. Hỏi ngoại thích ăn gì thì mua cho ngoại. Dạ. Tối anh về anh đảo ra ngoài chợ, hỏi coi người ta bán cái quạt máy bao nhiêu. Ừ. Dạ em biết rồi. Ừ. À anh đi nhớ về sớm nha. Ừ. Từ từ nghe. Đêm nay trăng sáng quá, anh nói trăng sáng, anh sẽ ca em nghe, anh ca đi, em đợi. Thiệt là kỳ, em đợi hoài sao anh không ca em nghe. Anh họ cho em nghe đi. Gì? Tôi họ hả? Ừ. Được.
Họ chớ bậu qua gá nghĩa chung tình, dầu ăn cơm quán họ chớ dầu ăn cơm quán ngủ đình anh cũng cam. Nè, anh tính họ để đánh tiếng với cô nào phải không? Tôi đánh tiếng với cái người đang còn trước mặt tôi nè, cậu tôi bằng chồng đó. Trời ơi, làm gì ác dữ vậy? Có ghét tôi á thì cũng phải làm ơn cho hết đêm nay, để tôi gom hết mấy cá này nè, tôi đem về bán, mua vòng cho vợ tôi đeo. Không có dây á thì vợ tôi giận, không có thương tôi nữa là tôi bất thường mấy người đó nha. À, mình nè. Ừ? Em thấy nhà dưỡng chính đang làm thêm mấy cái bè cá nữa, chắc cần người làm dữ lắm. Hay là vợ chồng mình về đó làm nghe. Thì gì đó cũng tốt, mai mốt có sinh con á tụi nó được ăn học đàng hoàng chứ không có lên đên như tụi mình. Ừ. Nhưng tánh anh thích tiêu dao, nhưng giờ không lẽ anh nên suy nghĩ cho tụi nhỏ sau này. Vậy mình về đó nghe, em thì sao cũng được, nhưng mà em không muốn con mình cực khổ đâu. Vợ chồng mình về đó làm một thời gian, dành dụm chút vốn cho tụi nhỏ học hành, rồi lại ghe xuồng tiêu dao vậy hen. Mình xưa mình thương tôi vì tôi ca hay, mai mốt gì đó mất cứng tôi ca không được nữa, mình đừng có bỏ tôi mà đi kiếm người khác à nghe. Không hứa à nha. Tới lúc đó hả, ai ca hay hơn là thương người đó à? Ừ? Trời trời. Chà, vậy mai mốt á, ngày nào mà trăng sáng như vậy á, tôi cũng bắt mình nghe tôi ca hết cho suốt đời á, khỏi đi thương người khác luôn. Họ chớ bậu với hoa gá nghĩa chung tình, dầu ăn cơm quán, dầu ăn cơm quán họ, dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng cam. Anh thấy không anh? Anh thấy không? Giờ anh không ca nữa, em cũng không thương ai hết. Suốt cuộc đời này em chỉ thương mỗi mình anh thôi. Phải chi hồi đó vợ chồng mình tiêu dao dưới sông nước, hồi đó nếu em không tham chút tiền nhỏ nhoi, chắc anh vẫn còn ở với em. Giờ anh lựa rồi phải không? À, nhớ chứ. À, chị cho tôi miếng rượu nghe. Ừ.
lai rai, đỡ buồn đi chị Tâm. Đời như vậy là nhất rồi chị Tâm hả? Ngâm trăng, uống rượu. Phải chi mà còn anh Tam chắc lai rai tới sáng luôn quá. Tôi xin lỗi chị Tam. Tại tôi đang nhớ đến ngày xưa thôi. Còn cái ngày xưa nào mà Dượng lỡ quên không Dượng? Ngày xưa mà có lỡ quên thì cũng có lúc nhớ đến chứ. Rượu ngon quá. Cũng như người mất mà tình không mất vậy đó. Không biết vợ chồng thằng Đông nó đi Sài Gòn có được vui vẻ không. Nghe tụi nó bôn ba lâu lâu mới về thăm. Tội cho con dâu ở nhà. Thôi lần này tụi nó dẫn nhau đi chơi cho đỡ buồn lòng. Thiệt tình, không phải tôi để ý, chứ con Men với con Như không có ương Út. Thấy con dâu ngoan hiền tôi rất thương. Chỉ mong sao nó sớm sanh cho đứa cháu đích tôn. Cứ đợi đi. Đợi đi. Rót cho mấy lên. Để tôi vô lấy thêm rượu nghe. Dạo này anh công tác ở đâu? Tôi thì vẫn làm ở chỗ làm cũ thôi, bệnh viện Như Ý. Còn anh, sao? Vẫn đi biển chứ hả? Nè, anh đi biển hoài, không sợ ở nhà có người bắt cóc Út Hiền xinh đẹp của anh sao? Tôi dám cá với anh, không bao giờ có chuyện đó trên đời. Nhưng thiệt tình, tôi đang mong có một người nào đó trinh dục nhỏ em gái của tôi đi giùm. Ha, hôm bữa đang dở dang, mới nghe anh nói nhà có một cô em gái. Chưa nghe thêm thông tin gì hết à? Con nhỏ đó hả? Nó kém tôi mấy tuổi, anh gặp là anh biết liền à. Bây giờ mà tôi nói trước á, lộ hết thú vị rồi sao, đúng không? Vậy thì nhất định tôi sẽ về nhà anh một chuyến. Không chừng lúc đó tôi có duyên là em rể của anh đó. Tôi có hẹn với mấy bạn đồng nghiệp. Tôi xin phép đi trước nha. Để hẹn dịp sau gặp lại tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nhất định hôm nào về nhà tôi chơi nha. Điện thăm vợ chồng Hai Khang luôn. Nhất định rồi, tôi phải về thăm nhà anh chứ. Tôi còn có thêm mục đích về quê gặp em gái của anh nữa chứ. Vậy thì quá hả? Tôi đi nha cô Hiền. Dạ, chào anh. Dạ. Anh. Bộ anh tính là mai ảnh cho cô Như thiệt hả? Thiệt chứ sao không. Bây giờ con Như nó học đòi thôi người ta, cho nên nó đổi tánh vậy thôi. Chứ lúc trước nó ngoan dữ lắm, anh rất thương nó. Ngày mai tụi mình đi tham quan Dinh Độc Lập nha. Rồi đi sở thú. Rồi thêm vài chỗ đẹp nữa anh chịu không? Em thấy đi như vậy là cũng quá trời rồi. Ủa mà anh nói á, ngày mai phải làm các thủ tục nhận tàu mà. Thì cũng anh cũng cần phải có thời gian để thực hiện những cuộc vui ý nghĩa cho vợ của mình chứ, đúng không? Người ta nhìn kìa anh. Ừ.
vậy bác sĩ nói tôi không có khả năng có con hả bác sĩ? Cái kết quả xét nghiệm khẳng định điều này. Khả năng có con của anh là rất thấp. Tuy nhiên vẫn có cách. Chỉ là... Vậy có cách gì ông bác sĩ? Bác sĩ chỉ tôi với. Tôi đổi ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi sẽ nói ngay với anh. Có điều phương pháp này chi phí rất cao. Dạ, vợ chồng tôi mong được có đứa con để bồng bế. Nhưng hoài mà không có được. Tôi... lỗi lỡ do tôi. Tôi chắc là để cho cô ấy quen với người khác thôi. Bệnh của anh không hẳn là không chữa được. Chỉ có điều thời gian hơi lâu và tốn kém. Nếu dùng thuốc thường xuyên thì sẽ tăng khả năng thụ tinh được. Dạ, vậy để tôi về coi lại nha bác sĩ. Tôi thương vợ tôi quá. Tôi mong từ đó tới giờ. Thôi được rồi, vậy anh về đi. Làm ở đây riết rồi thấy tội ghê bác sĩ. Người thì ra vô với cái chợ để bỏ đứa con. Người thì kiếm mụn con không ra. Giống như là người ăn không hết, kẻ lần không ra đúng không? Bác sĩ cũng lo dần đi là vừa. 30 rồi chứ ít ỏi gì nữa. Kiếm một cô vợ rồi đẻ một bầy con, coi vậy mà vui lắm đó nghe. Dạ giống như cô. Nghe tin con mình bị bệnh là hồn vía đi đâu hết trơn. Rồi lại không làm được gì hết. Anh nói em mới nhớ, mấy hôm rày thằng nhỏ nhà em không hiểu sao nổi mụn ngứa quá trời, triền sao cũng không hết được á. Mấy đứa nhỏ bị ngứa, dân gian người ta thường tắm bằng lá thuốc. Mình là dân Tây y, đôi khi á phải công nhận dược tính của các biện pháp cổ truyền rất là hiệu quả. Em cũng nghe người ta nói y như vậy á, mà em tìm mua hoài không có cây thuốc đó. Tội nghiệp thằng bé, nó cứ ngứa khóc ngằn ngặt cả đêm à. Để vài ngày nữa tôi về quê rồi hỏi lá thuốc đó cho cô. Dạ. Còn bây giờ á, cô ra ngoài có còn bệnh nhân nào không? Kêu vô đây tôi khám luôn. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nè, em uống đi. Lần này anh đi Singapore, Mã Lai, rồi tới Thái Lan nữa mới về lại Việt Nam. Em đừng có buồn, ở nhà ráng chăm sóc ba má giùm anh nha. Em biết rồi, em chỉ nhớ anh chứ không có buồn gì hết. Anh đi nhớ về sức khỏe nha, đừng có lo gì ở nhà hết. Thì anh biết là em chu đáo mà. Anh chỉ lo là tánh con Như với lại con Mén làm cho em khó chịu. Nhưng thôi, kệ, ráng đi. Em là chị mà, không chấp nhận mấy chuyện nhỏ đó đâu. Bộ anh không tin em sao? Không phải, anh chỉ sợ em chịu cực. Với lại lâu lâu em phải nhớ về thăm má nha. Má ở một mình chắc buồn lắm đó. Dạ, khi nào về em qua liền hả? Anh không phải lo nhiều cho em đâu, yên tâm đi. Xe cũng sắp chạy rồi đó. Em lên đi, ngủ một giấc cho khỏe, thức dậy là tới nhà liền à. Nhé. Tính tiền chị ơi. Anh Năm ơi, có nhà không anh Năm? Hai Khang đó hả? Dạ. Qua đây ngồi đi. Dạ. Chà. Công nhận nha, anh Năm biết hưởng thụ thiệt á. Nhà sửa lại rộng rãi thoáng mát ghê á. Trời, ngồi đây mà thưởng thức ly trà thơm mới là nhất rồi. Mà thêm cái đờn nữa là bá cháy à. Tôi cũng tính mang đờn ra làm vài câu để cho nó vui nữa mà. Nhất anh Năm, sống vậy mới đáng sống chứ. Thú vui tao nhã vậy là đã rồi. Uống nước đi hai. Dạ. Trà này á, tôi được sư trụ trì ở trên Bảo Lộc á tự tay ướp tặng đó. Chú mày uống coi có hạp không?
Ngon lắm anh Năm. Cái vị của nó thơm đậm, hậu thì ngọt thanh, uống một hớp thôi cũng thấy đã rồi. Chú mày thích á là được rồi. À mà bữa nay á, chú mày ghé tôi có chuyện gì không? Tôi có nghe người ta nói anh Năm đang tính cho mướn cái miếng giường ở ngoài bờ sông. Không biết anh Năm có cho người nào mướn chưa? À chưa. Cái miếng giường đó ở rìa sông tiện dữ lắm. Dạ. Thằng Hai muốn mướn á, à tôi để cho mướn à. Mà giờ này làm dữ hả mày? Tính làm giàu hả? Còn trẻ mà thì ráng làm chứ anh. Để mai mốt về già ngồi thưởng thức trà như Năm vậy nè. Ừ được được. Vậy tôi để lại cho chú mướn. Dạ. À mà chú tính mướn mấy năm, trồng cây gì? Thì anh Năm cho mướn mấy năm thì tôi mướn mấy năm hả? Để tôi ra coi đất. Tôi thì tôi tính trồng rau để bỏ mối ngoài chợ. Anh Năm thấy được không? Đất đó mà trồng rau là số dách rồi. Không có đâu bằng đâu. Dạ. Mỗi năm chú chỉ cần xới lại đất, cho thêm phân vô là tốt rằng rằng à. Anh Năm nói như vậy là tôi an tâm rồi. Uống nước đi mày. Dạ. Ngoài, ngoài khó thở lắm không ngoài? Để con lấy thêm vài ngày thuốc nữa cho ngoài uống nha. Không sao đâu con, hôm nay đỡ hơn nhiều rồi. Ngoài đừng có tiếc tiền mà. Sức khỏe của ngoại mới là quan trọng. Tốn hết bao nhiêu tiền đâu ngoại. Thằng Hai nó đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy con? Dạ con về nè ngoại ơi. Ngoại. Ngoại. Bữa nay ngoại sao rồi? Con mệt không? Hay để ngày mai con chở ngoại vô thị xã đi bác sĩ coi làm sao nghe. Chứ ngoại có ho vậy hoài con sốt ruột quá à. Ngoại không sao hết. Bệnh người già mà cứ bệnh hoài vậy đó. Có đứa chắc ẩm bồng là hết trơn liền vậy. Ngoại này. Con đi đâu mà về trễ vậy? Dạ con qua nhà anh Năm Khương, tính hỏi mớ miếng đất của ảnh. À anh kiếm được ít cá lóc ngon nè, em làm món gì ăn nghe. Dạ. Ủa Điển, sao vậy con? Điển Hai. Ủa vợ con? Mày ra làm sao coi vợ mình sao vậy con? Tội ghê không? Chắc là lo chăm sóc cho ngoại quá nên nó bệnh đó. Dạ. Em sao vậy? Hả? Có cần anh đưa đi bác sĩ không? Em sao vậy? Hả? Em không có sao hết á. Ai biết đâu bị gì. Tự nhiên nghe mùi cá lên mắt ói à. Ủa kỳ hả? Ngày nào cũng mắm với cá sao hôm nay lại ói? À thôi, để ngày mai anh nghỉ làm anh đưa em đi bác sĩ nha. Thôi thôi không sao đâu, đi bác sĩ chi cho tốn tiền. Thôi để em vô làm đồ ăn, anh lo ngoại đi. Ngoại đang muốn xỉu rồi đó. Ờ vậy. Dạ cái này của ba. À dạ quà của má. Còn đây là của cô Như. Bà cảm ơn con nghe. Dạ. Chà, nghĩ sao mà tặng tôi cái này vậy trời. Nè coi nè, cô tính mua cái này cho má cô bận hả? Dạ không má. Hay là mua cho bà ngoại cô? Dạ không. Anh Đông ảnh. Cô nhìn tôi chắc thấy giống mấy đứa làm công lắm hả? Nên cô mua cho tôi mấy cái loại này hả? Tâm lòng của con dâu, bà làm cái kiểu gì kỳ vậy? Vậy mới nói tấm lòng kiểu gì mà mua bộ đồ kiểu này. Ông coi, bộ tôi quê mùa, cục mịch tới nỗi phải bận bộ đồ này sao? Nè, cô đem về cho ngoại cô ha. Tôi không dám bận bộ đồ này đâu. Bà ăn nói thiệt.
Bà không thích thì thôi, tôi sẽ mang tặng cho người biết trân trọng ha. Ông, đây nữa nè, cái màu gì mà sến dữ vậy trời. Má, chắc chỉ mua cho có đó má, có chút thành tâm nào trong này đâu. Đó, ông nghe con Như nói không? Không phải mình tôi à nha, con dâu ngoan hiền của ông chắc đuôi mắt thẩm mỹ rồi, hoặc mua lấy lệ cho ra vẻ thôi. Hay là chị tính á, mua đồ này về má tôi không bận, rồi chị đem về bên bển cho má chị mặc. Mà lạ, mua đồ cho má con mình á thì dở vậy đó, mà sắm đồ cho mình, trời ơi, đẹp quá vậy. Đưa đôi giày tôi coi coi. Cái này anh Đông. Thì đưa đây tôi coi coi. Có đôi giày thôi mà làm gì chị giữ khư khư vậy? Tôi mượn mang thử chứ có dành luôn của chị đâu. Làm gì giữ vậy? Không phải, tại vì... Không phải thì đưa tôi coi thử coi. Này, lẹ lên, dơ lên. Làm thế ghê. Nè nè, má, má thấy không? Con mang đôi này hợp đẹp ha. Vậy mà xấu tính thiệt, mua cho con mấy cái thứ xấu tệ. Con, đưa má coi lại coi. Dạ. Đẹp dữ à. Hợp với con á. Con gái má có khác y chang má à. Có đôi chân á hả? Đẹp gì đâu. Chị Hiền, tôi thích đôi này đó. Điển, lên nói chuyện chút coi. Mày đợi tao chút, tao vớt xong đống này tao lên liền. Ừ. Ủa, hôm nay nhà chồng cho mày rảnh rang dữ ha. Tao đi chợ ngang qua, lâu không gặp mày với anh hai. Hai người dạo này sao rồi? Cứ thường thường vậy thôi à. Hổm rày có mướn thêm mấy công đất trồng rau với nuôi thêm bầy vịt. Cũng vất vả dữ hen. Mà mày dạo này ốm quá trời vậy Điển. Ê, vất vả gì đâu, tao đang còn trẻ nên ráng mừng. Mai mốt á, về già rồi nghỉ ngơi mấy hồi. Cũng phải. Mà ngoại dạo này sao rồi? Cũng lâu quá rồi tao không qua thăm ngoại. Ngoại hổm rày cũng bệnh nhiều lắm, chắc là do thay đổi thời tiết. Anh hai đi làm hoài, còn tao thì... Mày sao? Cũng bệnh hả? Bệnh thì nghỉ ở nhà, nghỉ ngơi đi. Đi làm chi cho khổ vậy? Vợ chồng tao cuối mùa này á, lên chức rồi. Trời, sướng dữ. Chúc mừng nha. Mày giỏi ghê á. Hồi nào anh Đông về á, tao dẫn qua nhà mày chơi, mày làm tiệc ăn mừng nha. Tao cũng không ngờ sớm vậy á. Ráng làm để mai mốt đứa con đỡ cực. Nhưng mà mày cũng phải ráng nghỉ ngơi nha bà bầu. Anh hai á, bà biết tin này chắc mừng dữ lắm ha. Tao chưa nói với ảnh nữa. Tao không biết nói làm sao nữa. Mày nói liền đi chứ. Tao coi chắc á hả, ổng nhảy dựng lên sung sướng lắm ha. Thấy hai người á thích thiệt nha. Mà mày thì sao? Bữa giờ má chồng mày có gây khó dễ cho mày nữa không? Ừ thì cũng bình thường. Mọi người giờ thì cũng dễ chịu hơn nhiều rồi. Mà hai người tính mướn thêm đất ở đâu vậy? Bữa có nghe bên nhà Nam Khương cho mướn mấy công đất sát bờ sông. Anh hai qua hỏi thì ổng cho mướn giá rẻ. Thấy vợ chồng tao mừng ăn được, ổng mới hỏi có mướn thêm nữa không. Ổng còn vài công đất bên lộ cho mướn luôn. Ừ, được vậy cũng mừng. Tánh anh hai chịu thương chịu khó, làm chẳng mấy hồi mà thu lại đâu ha. Nè nè nè,
Mày đừng thấy tánh anh hai dễ thương mà thương thiệt nghe. Tao ghen chết bỏ đó. Vợ chồng tao không dễ thương chắc. Nhưng bây giờ mày bầu bì vậy hoài có làm được không? Mày đừng có lo. Con tao á, nó biết ba má cực khổ nên khỏe re à. Làm gấp mấy lần cũng không sao hết á. Thôi mày làm rồi ráng nghỉ ngơi sớm đi. Tao về. Mẹ cho tao gửi lời thăm ngoại nha. Ờ, tao sẽ nói lại với ngoại. Mà dạo này mẹ ốm quá nha. Ráng mập mập một chút chồng mới thương chứ. Bữa nào anh Đông về qua tao chơi nha. Nhất định rồi. Thôi tao về. Tưởng số nó sướng. Ai về. Trời ơi, ngon quá. Chị. Hả? Gì? Chị lạ thiệt đó. Đẹp dữ luôn á. Trời. Chị đã nói sẽ làm cho em tròn vo mắt rồi. Em tin hả? Trời ơi, chị nói nghe, chỗ này là uy tín dữ lắm. Có người sửa xong đi ra là đẹp y chang như nàng đi chăn cung vậy đó. Trời. Ủa, lần này chị chỉ cắt mỗi cái mí mắt thôi hả? Ờ. Đẹp hẳn ra lương đó nha. Chị á, chị mần cái này trước, coi coi nó làm sao đã. Dạ. Nếu không á thì em thấy không, mắt chị to tròn hẳn ra, thấy không? Trời, ai nhìn vô cũng chết đứng hết trơn á. Trời, mà cũng mắc lắm đâu em. Chị cỡ có 1000 đô à. Trời, tính bằng tiền đô luôn hả? Ừ. Trời, đâu có đáng nhiều đâu. Làm gì mà thấy ghê vậy? Có 3 tạ cá chứ nhiêu. Nhầm nhòi gì. Nhà chị xuất thủy sản lớn mà, ai không biết. Trời ơi, có vài tạ cá thôi, không có nhầm nhòi gì. Nhan sắc mới là quan trọng. Ừ. Thấy không? Chứ có của mà đẹp nữa thì cho thiên hạ nó dòm chơi. Chị, rồi chừng nào chị đi lên Sài Gòn nữa? Chị á hả? À? Ờ, chị còn tính làm gì nữa không? Tính chứ. Trời, chị tính tháng sau nè. Em thấy không, môi chị nó hơi khô. Ừ. Đó, tháng sau chị lên, có cái dịch vụ làm cho môi căng mọng ra. Trời, chị thấy rồi. Trời ơi, mấy cái đứa kia môi miệng nó xấu ơi là xấu, mà nó làm xong cái môi nó đẹp trữ tình luôn em. Vậy hả? Trời ơi. Chị ơi, tháng sau cho em đi lên Sài Gòn coi với nha. Ừ. À, chị, có mấy cái dịch vụ mà làm cho mũi cao lên giống như là mấy cô đóng phim không chị? Trời ơi, có hết. Trời ơi, em lên đó rồi em sẽ thấy liền hà. Dạ. Bởi vậy hèn chi con gái Sài Gòn nó đẹp dữ dội luôn em. Mà đâu có dè, nó cắt nó bơm túa cái gáo trội à. Chị nói rồi, chỉ cần bỏ tiền vô là xong hết. Nhiều tiền sướng thiệt. Chứ sao em? Trời ơi, có vài 3 đồng bạc có đáng gì nhiêu đâu. Sao mà em cứ phải suy đi tính lại mấy cái chuyện này hoài vậy? Muốn á là làm, không có cần phải suy nghĩ gì hết trơn trời á. Trời ơi, có vài 3 đồng bạc có đáng gì nhiêu đâu. Sao mà em cứ phải suy đi tính lại mấy cái chuyện này hoài vậy? Muốn á là làm, không có cần phải suy nghĩ gì hết trơn trời á. Nghe không? Ủa, ba má. Má, má. Má. Ôi, má coi kìa hả? Má coi chị Mén kìa. Trời ơi, chị đẹp dữ dội không? Chà, nhìn con khác lắm nha. Mới đi có một chuyến về, đẹp quá trời đẹp luôn. Má, má thấy không? Mai mốt á, má cũng phải cho con lên Sài Gòn để làm giống chị Mén nha. Con cũng phải đẹp như chị Mén á. À, không, phải hơn chị Mén mới được. Má, con má như vậy thì ai cũng siêu lòng phải không má? Bởi vậy má cứ cho em Như đi đi để biết với người ta. Má thấy không, ba má con nè. Trời ơi, con muốn cái gì là ba má con cũng chịu hết trơn trời á. Không có tiếc cái gì hết á. Dạ, con mời ba má ăn cơm ạ. Hey.
Coi như là em không có mặt ở trên đời vậy Như. Men nè, con Như nó phận làm em, đáng lẽ nó phải mời ba má với chị dâu của nó chứ. Con không biết chuyện này sao mà con khiêu khích em nó vậy. Ờ thì con chỉ nói khơi khơi vậy thôi mà. Mời ba má ăn cơm. Ăn đi con. Hình như cái gà này chị hai cho xì dầu phải không? Mùi vị gì kỳ quá vậy? Hiền, má đã nói con hoài mà con không hiểu hả? Đậu này xào qua vừa chín tới, ăn được rồi. Xào mềm nhũn vậy, ăn gì được nữa không biết nữa. Má bớt giận để con thử canh coi làm sao. Canh ăn cũng được á má, nhưng mà hình như nó hơi thiếu thiếu cái gì á. Con ăn con thấy lạ miệng quá. Ai đời kho tộ mà kho dày, nhìn rắn xác à, thấy không được gì hết trơn á. Công nhận không có dừa miệng gì hết trơn. Thôi ăn đi. Dạ. Dạ ba. Ba đừng xuống rửa tay thôi, con làm tiếp đi. Dạ. Hết theo chị ta. Qua nửa đời mình cũng không còn thấy gì đẹp. Tôi buồn quá chị Tam. Phận đàn bà sao mà cực dữ. Không, tôi thấy con dâu của tôi cực quá trời, tôi tội nghiệp. Nó về làm dâu nhà tôi chắc phải chịu nhiều ấm ức lắm. Hồi nãy tôi có thấy nó khóc lén. Thiệt tình, bà vợ tôi với con Như sao mà hay ăn hiếp con nhỏ quá vậy không biết nữa. Lòng dạ đàn bà, ai biết ai hiểm trở hơn ai. Đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi lại nói những câu thâm tình. Cho hay trong đạo vợ chồng, biết ai chung thủy, ai lòng bạc đen. Tôi muốn ca lòng dạ đàn ông, được không Dưỡng Chính? Làm gì có cái bài đó mà chị ca. Tôi ca giùm người ta. Có người chịu cay cực
mà không ai biết hết. Chị nè, bữa nào tôi không có ở nhà, chị coi chừng Như chiên mén giùm tôi nghe. Đừng để tụi nó kiếm chuyện với con nhỏ hoài. Thằng Đông mà về chắc nhận không ra vợ nó luôn. Là cái số, số phần. Mà phải vậy không? Hả? Còn dạ, xin bác cho phép con được rước Huyền Di làm vợ. Thấy con thương yêu Út Hiền thiệt tình, bác mừng lắm. Nhưng nề nếp bên nhà con á khắt khe quá. Dạ. Anh nè. Bộ có chuyện gì hả em? Dạ có chuyện, nhưng mà em khó nói quá. Trời, cũng có chuyện làm vợ anh khó nói dữ vậy hả? Hay là em bị bệnh? Có ra trạm xá gì chưa? Không, không phải. Vậy thì sao? Nói anh nghe coi. Nóng ruột rồi nè. Mấy hôm rồi em thấy người hơi khác. Em có đi khám bác sĩ rồi. Bác sĩ nói anh là anh sắp được lên chức. Thiệt hả? Dạ. Bà xã anh hay quá, vậy là anh sắp được làm cha rồi. Vậy là anh sắp được làm cha rồi. Vợ ơi vợ, anh yêu vợ quá à. Anh nhỏ miệng thôi, để mà ngoại còn ngủ nữa. Cả ngày nay ngoại không có ngủ được chút nào hết. Quái quá trời quá đất hả? Sáng mai anh nói cho ngoại biết liền, chắc là ngoại mừng dữ lắm á. Mà nè, em biết từ hồi nào vậy? Sao bây giờ mới cho anh hay? Em mới biết hôm qua à. Hồi sáng em gặp Út Huyền, em cũng có nói cho nó biết rồi. Vậy là anh không phải người đầu tiên nghe. Ganh tị quá đó. Mà nè, từ ngày mai em không được làm gì nặng, cũng không được đạp xe nữa, nhớ chưa? Không sao hết, em làm được mà. Không được cãi anh. Hỏi gì con, giữ gìn sức khỏe ngay từ bây giờ. Em sợ anh rồi. Vợ ơi là vợ, hôn miếng, hôn miếng, hôn miếng. Ăn ngủ sớm đi ha. Ngủ đi. Thấy tình cá bỏ hổm là nghĩ rồi mà.
Bữa nào á lên Sài Gòn với chị nghe không? Em xin má chưa có được. Ba em khó tánh dữ lắm, chị cũng thấy rồi đó. Nếu muốn là phải làm liền, để lâu dài chát ra ai mà thèm có tới. Thì biết vậy, nhưng mà không biết giờ sao đây nè. Không có tiền phải không? Không có thì nói một tiếng với chị, trời chị cho luôn, chị không có lấy lại đâu sợ. Vậy kỳ chết. Thôi để em xin má. Chị thấy ba không có ưng rồi đó. Tiếc chi mấy đồng bạc nhỏ vậy trời. Ở nhà chị á, muốn cái gì là có cái đó. Út Hiền, chị vô nhà lấy giùm tôi cho sơn móng coi. Ủa, tôi nói tiếng Campuchia hay là chị cố tình điếc hả? Quá bay ngang nhà, có điềm dở, điềm dở. Tôi nói chị có nghe không vậy? Tôi tưởng cô nói chuyện với. Quả kêu điên loạn như rỉa thân ai. Gì ta? Chị nói tôi là quả hả? Hả? Làm quả rồi hả? Xấu quá, ghê quá đi. Chị đứng lại coi, chị đứng lại cho tôi coi. Thôi thôi thôi, chị đứng lại đây coi. Thôi 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 thôi. Trời ơi, em trách chi cái bà ngang ngược đó. Mà cái bà này, bữa nào phải cho bà một vố thiệt đau thì mới hả dạ. Thôi, chị đừng đụng tới bà. Ba thương bà lắm, chị mà đụng tới á, ba cho mỗi đứa vài cây chổi liền đó. Chà, em tưởng chị sợ hả? Ba nuôi thiệt á, nhưng mà ba nuôi còn phải mang ơn ba chị kìa. Sợ gì mà sợ. Ủa, bộ tôi nói từ nãy giờ chị không nghe hả? Vô nhà lấy giùm tôi cho sơn móng coi. Dư, em khổng láo với chị Hiền quá rồi đó. Ở nhà không ai dạy nổi em sao? Anh hai. Vô đây. Anh hai lôi em đi đâu vậy? Dư, xem hổn hào vậy hả? Chị Hiền là chị dâu của em, chứ đâu phải là người ăn cái ở. Mà em sai dữ vậy? Em coi sao là tùy em, chứ không có tùy anh được. Em thì cô thông cảm đi, đây là chuyện riêng của anh em tôi. Là bơ ra ngoài giùm. Em cũng là con nuôi của ba má chứ bộ, thì cũng giống như là em gái của anh thôi. Nhưng mà đây là chuyện của anh em tôi, anh em ruột của tôi. Làm ơn đi ra ngoài giùm đi. Em nói đi, em không hài lòng với chị hai ở chỗ nào? Nhiều lắm, không kể hết. Em có hoàn hảo hay không mà em bắt người ta phải như thế này như thế kia? Bộ em tưởng em hơn người ta chút thân phận thì em có quyền hiếp đáp người ta hay sao? Anh thấy trước đây em đâu có vậy, nhưng tại má chịu em quá rồi em sanh hư rồi. Tỷ dụ bữa bà mua đồ về tặng cho em với má nè, nghĩ sao em với má mà mặc cái thứ đồ quê mùa đó ra đường? Bộ muốn cho người ta cười thúi đầu luôn hả? Nè, bộ thấy nó sến thì nghèo lắm hả? Anh mà thấy tận mắt đi, chắc nó ói luôn á. Nói cho nghe nè, cái đồ đó là do anh lựa, chứ không phải là chị Hiền của em đâu. Nếu như mà không thích thì thôi, mai mốt anh sẽ không mua quà cho em nữa. Không có thì đồ được, mà hôm bữa em không thấy hợp với em. Để bữa nào em thử lại. Chắc tại em mới nhìn thấy lần đầu cho nên không vừa ý. Không vừa ý với đồ hay là không vừa ý với chị Hiền hả? Em thôi được rồi, bỏ qua đi. Em phải hứa với anh là không được ăn hiếp chị Hiền nữa. Anh thấy không có cớ gì để mà em phải ăn hiếp chị Hiền hết á. Nói nghe nè, anh có một anh bạn làm bác sĩ trên thành phố. Hôm bữa anh với chị Hiền mới gặp. Tính giới thiệu cho em đó. Hả? Ảnh sao hả anh? Bác sĩ hả? Ừ. Nhiêu tuổi? Dễ coi không? Không thể chê được một điểm nào hết. Nhưng mà trước tiên
em phải thay đổi tâm tánh của mình trước đã. Ừ, dạ, em nhớ rồi anh hai. Ừ. Ngoại, ngoại tính làm gì con làm cho. Ngoại nằm hoài nhức mỏi quá trời. Đứng lên đi lại cho nó thảnh thơi chút. Ngoại giàu lắm, ngoại làm cho vợ chồng con cực thêm gì ngoại. Ngoại nói gì kỳ vậy? Tụi con còn trẻ, dư sức là cho ngoại mà. Ngoại phải sống khỏe mạnh suốt đời với tụi con mới được. Tội ghê không? Mai mốt tụi con sanh chắc cho ngoại là ngoại khỏe liền à. Bây giờ ngoại lo cho sức khỏe, cuối năm ngoại có chắc bồng rồi đó. Ngoại không có gì cho tụi con, mà cái thân già này còn mang nhiều bệnh. Ngoại lo nhiều quá. Con nói rồi mà, ngoại phải giữ gìn sức khỏe để chăm sóc chắc nữa chứ. Biết vậy, nhưng mà... Ủa, thằng hai nó đi đâu rồi con? Dạ, ảnh làm bên chú Mười Thóc, qua đó xây lúa, kiếm chút đỉnh để lo cho chắc của ngoại đó. Biết lo xa như vậy là tốt đó. Thôi, con vô bếp nấu cơm đi, đợi nó về. Dạ, lát con đem cơm qua đó cho ảnh cũng được. Mấy hôm rày ảnh bận dữ lắm. Thôi thôi, nó kêu con đừng có đem cơm ra cho nó nữa. Bụng mang dạ chữa, đi nhâm nhỏng hoài không có tốt đâu con. Dạ, vậy con xuống bếp nha ngoài. Ừ. Xuyên dễ sợ chưa? Nghỉ tay đi Khang, biết tin gì chưa? Cuối năm nhà Hải Khang có thêm một người nữa đó nha. Trời, tin đó cũ mềm, giờ mới biết á hả? Ủa, có tin gì mới nữa hả? Trời. Hay là nhỏ Điển tính sinh đôi hay sinh ba? Trời ơi, nuôi sao nổi. Hả, kia kìa, mới nhắc thai sản tới rồi kìa. Đó, ngày nào cũng đem cơm cho chồng hết á. Đó, thấy chưa? Nhìn thấy thương ghê không kìa. Đó. Nhất Hay Khang nha, ngày nào cũng như ngày nào. Hay Khang, vợ đem cơm tới kìa. Sướng ghê hen. Ừ, tôi có phước nên mới được vậy đó. Anh đã nói quá trời lần rồi, cứ để anh ăn ở đây là được rồi. Tới luôn chi cho cực vậy nữa không biết à. Em chăm sóc chồng em không được hả? Anh không muốn thì thôi, em đem cơm về. Thôi thôi, lỡ lần này, để đây ha. Nhưng mà từ ngày mai á, đừng có đem món nào cho anh nữa. Em cứ cho con mình đạp xe đạp hoài à. Lỡ mai mốt nó ghiền, nó không thèm đi xe máy nữa thì sao? Anh lo gì, ráng làm đi, rồi sắm xe, mai mốt á con đi được hết à. Vô đi. Chị Điển. Dạ. Bữa nay em kêu vợ em qua học chị nha. Trời, trông cực khổ quá, về nhà bà không nói được nửa câu. Thôi nội, ganh tị hả? Sao hồi đó không dành nước cô Điển về trước đi? Trời, để bây giờ Hai Khang dành được rồi, giờ hối hận đúng không? Nhìn cái mặt tiếc là biết liền à. Cô Điển ăn cơm luôn. Em ngồi đi. Ê, được không? Ngon quá. Để anh. Công nhận quá đã. Mời mọi người ăn nghe. Dạ. Dạ.
Anh Đông đang làm gì vậy? Á, đang đọc báo nè. Bộ mấy hôm rày anh đi dữ lắm hay sao mà anh ốm nhơ ốm nhách vậy? Công việc mà, tôi vẫn khỏe. À, anh em nói thiệt là anh ốm dữ lắm luôn á. Thiệt, đây nè, coi nè. Nói nghe nè, đang rảnh lắm đúng không? Rảnh, có gì không anh? Làm ơn vô trong kia phụ má tôi một cái đi, dọn dẹp nhà cửa một chút. Ở không chi vậy? Em nói thiệt là em cũng muốn phụ ba má lắm chứ bộ. Nhưng khổ nổi á, ở nhà em á là có người làm hết trơn à. Em có quen. Chú quen việc gì? Nói nghe coi. Em hả? Trời ơi, em quen đủ thứ chuyện hết trơn á. Em nghe nhạc nè ha, em uống sinh tố nè ha. Giờ nè, quen mấy chuyện này nữa nè. Thấy không? Đúng rồi, tiểu thư đài cát phải biết giữ giá của mình chứ. Anh nói quá không à? Tôi không có nói quá đâu. Mà nói nghe nè, xin lỗi cô nha. Tôi đọc báo mà có người ngồi kế bên ồn ào, mất tập trung đọc có được. Làm ơn kiếm chỗ khác ngồi được không? Thì em ngồi kế anh, em đọc báo ké được không? Không. Em đi vô ấy nha. Trời ơi, té té. Ui da. Trời ơi, đau quá. Nè. Ui da. Có sao không? Trời anh Đông ơi, em đau quá anh Đông ơi. Làm gì vậy? Đứng ra. Đau quá. Ui da. Nè, làm gì vậy? Đứng ra. Ui da. Trời ơi, anh Đông. Trời ơi. Nè, đổ thức ăn đó cho ít thôi, cho nhiều quá cá nó giảm chất lượng đó. Dạ. Nè, bên đó có vài con bị đốm trắng, nhớ cách ly nó ra nghe chưa? Dạ. Phải mà còn thằng Hai Khang ở đây thì mình đâu có mệt như vậy chứ. Ông coi tụi này làm ăn sao á, cá lứa này lỗ chắc. Bà lo việc trong nhà đi, ra đây chi vậy? Tôi ra coi mấy đứa này nó làm ăn sao. Gia tài nhà mình nằm hết trong này, ông nghĩ sao tôi không lo. Bà lạ quá ha, nào giờ có thấy bà quan tâm mấy thứ này đâu. Ủa chồng, công vợ tôi cũng thấy xót chứ bộ. Nói nghe coi, đi bằng sao? Tôi thấy ông cực khổ quá, tôi muốn phụ ông chút, chứ có ý gì đâu mà ông hỏi. Muốn kiểm tra sổ sách nữa phải không? Trên bàn kìa. Tôi thiệt dạ muốn giúp ông mà, ông cứ nghi ngờ tôi hoài là sao? Chú Chính, thôi mấy con cá ở bề ngoài bị đốm trắng nữa rồi, giờ sao hả chú? Mày kêu thằng Tám đi Long Xuyên mua thuốc liền đi. Cây này mà không chữa nhanh á là tiêu hết nguyên một bè luôn đó. Nhưng anh Tám về quê vợ rồi, hai ngày nữa mới vô lận. Anh có xin chú Chính rồi mà. À nghe, thôi được rồi, để tao đi. Dạ. Ông không tính ở nhà ăn cơm với thằng Đông hả? Còn nó mới về nhà mà. Còn ăn cơm với nó dài dài mà lo cái gì chứ. Tôi đi lo cái công chuyện này đã. Cái gì cần làm trước thì làm cho rồi đi. Đợt này con bé lên Sài Gòn có chút chuyện, ông kêu thằng Đông dắt nó đi chơi nghe. Tùy bà muốn sao thì muốn. Tối ông nói chuyện với thằng Đông nghe, nó nghe lời ông lắm. Em tự lượng, không cần anh. Em hiểu lầm rồi. Em hiểu lầm hồi nào? Tại vì anh không chịu được nên mới để bản thân mình như vậy. Anh nói cho em nghe nè. Đứa nào mở cửa coi. Má,
Dạ má. Con dâu tôi cũng khéo tay quá ha. Đồ đạc gì đi chợ về để đây à? Má à, cái này là lỗi tại con chứ không phải Hiền đâu má. Con nó cũng giỏi nữa. Nghe nói về có một ngày mà không biết ba má là ai nữa. Cứ tối ngày tò tò theo vợ không à. Má à, trong lúc tàu con chờ Linh Hàng, con xin tranh thủ về thăm nhà, thăm vợ. Mà má con nấu vậy đó là sao? Mai mốt tàu con có về cảng, con nhắn vợ con lên thăm con. Chứ không có ai về được đâu, ai cũng phải trực tàu hết á. Không phải lỗi của anh Đông đâu má. Tại con không cẩn thận, con bị té nên anh phải đỡ con thôi. Ai dè chị Út Hiền bắt gặp được nên chỉ giận ảnh. Chuyện đó mà lỗi phải cái gì? Em té thì anh phải đỡ. Không lẽ trơ mắt ra ngó nhìn em té gãy xương mới hả dạ hả? Trời ơi, má với con bé thôi đi. Chuyện vợ chồng con mà cứ tưới xăng đổ dầu như hoài à. Hiền, mới có chút ép vậy mà làm bộ. Trời ơi, sao con ghét mấy đứa giả tạo này ghê luôn á má. Ờ, cái giống quê mùa là vậy đó. Lo giữ chồng không xong, làm ăn gì được. Má má má, hồi nãy con té là con giả bộ. Vậy à? Má thấy con diễn được không má? Hồi đó con kêu ba má con đầu tư sớm cho con làm diễn viên, con phải khỏe hơn không? Trời ơi, thiệt tình. Cỡ anh Đông á, để vô tay con mấy bữa là xong. Ờ, má cũng đã nói với ba thằng Đông rồi. Bữa nào con lên Sài Gòn, kêu nó dẫn con đi chơi. Trời ơi, thôi đi má ơi, cái đất Sài Gòn có chỗ nào mà con không biết đâu. Ngược lại, để con dẫn ảnh đi, mai ra nghe coi còn được. Con khờ quá, con giả bộ không biết gì. Để nó dẫn con đi. Từ từ rồi hai đứa cũng bén duyên. Vậy có phải thuận lợi không? Ừ ha. Trời ơi, má hay ghê luôn á. Chuyện vậy mà con nghĩ không ra. Ừ. Liều quá liều đó nha. Hai Khang nó mà biết được á, nó nổi trận lôi đình cho mày coi. Không có sao đâu gì. Ảnh đi làm nguyên ngày à, không có biết con đi hái súng đâu. Chỉ cần á hả, con về trước ảnh là được rồi. Ừ, ráng mấy ngày nữa cũng hết mùa bông rồi. Đắt hàng, không làm cũng ổn hen. Đúng quá chị. Tụi em á phải ráng làm để còn sanh con, có chút đỉnh nữa chứ. Ờ, còn bà Năm, bà có biết không? Dạ không gì. Con nói dối ngoài á, đi bỏ hàng cho má con ở ngoài chợ á. Nói gì nói, cái bụng mày á đã phương phưởng rồi. Làm việc phải cẩn thận đó nha. Lỡ không may có chuyện gì á, tụi tao không biết nói sao với thằng hai đó nha. Không có sao hết dì ơi. Con cẩn thận là được mà. Ờ, cẩn thận nha. Nó vẫn còn ở đó kìa. Đó. Trời ơi, mai thiệt luôn á. Mày sao rồi Điện? Có bị gì không? Dạ ừ, không có gì. Có sao không em? Dạ em... Mình qua đó kiếm chút hên đi. Lấy hên rồi sanh năm một cho anh Dưỡng mệt nghỉ luôn ha. Sợ gì? Đủ lập đội bóng luôn đó.
Em. Dạ. Lần nào anh về cũng gặp cảnh má với con Như, lại còn thêm cái người không liên quan tới nhà mình nữa. Mấy người đó hùa vô bắt nạt em. Anh nói thiệt, anh xót xa lắm. Nhưng mà anh không thể ở nhà mỗi ngày để bảo vệ cho em được. Anh cũng không biết phải làm sao nữa. Hay là em, anh bỏ nghề về luôn á? Không có sao hết á, anh đừng có nghĩ vậy. Má cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Em thấy em có phước. Em không cần phải tự dối mình. Anh biết là em phải chịu cực khổ, nhưng mà em không thể nào nói với ai được. Em có chồng thương yêu như vậy còn cực khổ nổi gì. Cho em gửi bông súng nè. Để đó cho chị đi cưng. Em để đây nha. Dạ. Nè, chị gửi tiền cưng nè. Dạ dạ, em cảm ơn. Tay chú ra đây tôi nói chuyện cho mấy chú nghe coi. Dạ. Là như vậy, tôi định là sẽ mở rộng thêm cái nhà máy này nè. Vậy ra mới nói với mấy chú á, ai có người thân xa gần gì thì kêu tới đây là tôi nhận vô làm việc hết. Dạ. Nghe không? Chú đừng có lo. Sắp tới nước lên nè, ai cũng tính kiếm thêm việc làm hết á. Không có phải vậy. Tôi nhận á là tôi nhận làm việc cho tôi dài dài. Chứ không phải làm theo cái giờ tôi phân công. Dạ dạ. Nghe không? Sẵn cái dịp này á, tôi cũng đang tính là tìm một người làm tổ trưởng để mà lo phụ công việc tôi. Mấy bữa rày nó lu bu quá, làm không thể. Dạ. Chú tính chọn ai vậy? Thì tôi tính là chọn Hai Khang nó làm tổ trưởng á. Vậy số nhất rồi. Mấy chú thấy được không? Dạ quá dạ, đâu mấy chú. Hai Khang được rồi, không có gì đâu chú ơi. Dạ. Mai mốt Hai Khang cho nghỉ sớm, không có bị trừ lương hen. Vậy chiều nay lai ra nha chú. Thôi dạ. Được rồi, bây giờ nói chuyện nghiêm túc nha. Bây giờ quyết định vậy nghe không? Dạ. Rồi mấy chú tiếp tục làm việc đi nghe không? Dạ dạ, con biết rồi chú ơi. Dạ. Hai Khang, ra đây. Dạ. Ra đây. Ra đây tao nói nghe. Dạ. Chú Mười lúc này bận rộn dữ hen. Chú tính mở thêm bên đường Châu Phú một cái nhà máy nữa. Rồi chú tính là phải thuê thêm một số nhân công nữa mẹ ơi. Bộ chứ chú tính bao hết lúa của vùng này hay sao vậy? Nếu mà được vậy á, tao cũng mừng tới luôn á. Chứ không lấy tiền đâu mà nuôi sắp nhỏ ăn học mày. Nhưng con cũng chỉ mới làm cho chú vài tháng à. Chú tin tưởng mà giao hết nhà máy này cho con sao? Mày nhìn tao vậy thôi chứ tao biết nhìn người lắm mà nghe. Yên tâm đi, tao biết mày không bao giờ mày chạy xa được cho nên tao mới giao đó chứ. Vậy hồi nào con chạy con báo cho chú biết nghe. Mày dám không? Con thiệt lòng cảm ơn chú vì đã tin tưởng giao nhà máy cho con.
con sẽ cố gắng làm vừa lòng chú. Thôi, ta nói không cần ơn nghĩa gì hết á. Tao thấy mày lanh lợi cho nên mới cho mày làm tổ trưởng đó chứ. Ơn nghĩa cái gì? Dạ. Mà nghe nói vợ chồng mày cũng sắp có con rồi phải không? Dạ, cuối năm nay nè chú. Con mừng quá trời luôn á. Nhưng mà con cũng phải ráng kiếm tiền để lo cho nó khỏi bị thiệt thòi. Đúng rồi đó. Ráng mà nuôi con cho tốt đi. Mai mốt rồi nó lớn nó không có phụ ơn của mày đâu. Người ta nói hồi xưa ta không có điều kiện, để sắp nhỏ cơ cực, bây giờ tao thấy ân hận quá. Dạ, con sẽ nhớ lời chú dặn. Nè, mày ráng làm cho chú đi nghe. Ngoài cái tiền lương ra còn có thêm tiền lương trách nhiệm nữa. Mà nếu làm chuyên cần thì tiền lương bộn lắm mà nghe không? Dạ. Mày uống nước đi. Dạ.